Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng theo thánh Matthew hôm nay mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã tiết lộ cho các tông đồ biết rằng họ sẽ bị bắt bớ. Nhưng đừng phải lo lắng, bởi vì nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các tông đồ sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa. Thậm chí cho dẫu bị người trong gia đình chống đối, thì cũng không bao giờ được từ bỏ nỗ lực theo Chúa. Bởi vì ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Dưới ánh sáng của lời Chúa và gương sống của các thánh tử đạo Việt Nam, tôi cảm nhận được động lực đã giúp cho cha ông chúng ta vượt qua những thử thách gian nan của những cuộc bắt hại. Đó chính là tình yêu mến mà các ngài dành cho Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá. Đó là việc noi gương bắt chước đấng đã trao ban chính mình, đấng đã vết cạn chính mình để cho tình yêu và ý chí vâng phục Chúa Cha chiếm trọn sự sống của ngài. Chính khi không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một sức mạnh trần thế nào, mà Chúa Giêsu trở nên một con người hoàn toàn tự do, và ngài đạt đến niềm hạnh phúc viên mãn. Và trên thánh giá, Chúa Giêsu trở nên gương mẫu cho các tông đồ, cũng như cho các thánh tử đạo Việt Nam và cho từng người chúng ta về thái độ buông bỏ những ma lực của trần thế luôn tìm mọi cách quyến rũ, xiềng con người vào những vòng xích nô lệ mà thánh Thomas Aquino đã quy về bốn đầu mối, đó là của cải vật chất, lạc thú, quyền lực và danh dự. Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Của cải giàu có ư? Nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá đã bị tước sạch mọi sự, ngài bị lột trần. Noi gương thầy Giêsu, thánh Matthew lê vân ngẫm, một thương gia công giáo cũng đã buông bỏ sức quấn hút của vật chất, của cải thế gian, để rồi ngài chấp nhận bị đánh đập khổ nhục, hiên ngang chịu đựng, kiên quyết không bỏ đạo và không bước lên ảnh tượng của Chúa. Lạc thú ư? Chúng ta hãy cảm nhận Chúa Giêsu đã phải chịu đựng nỗi đau khổ dữ dội về mặt thể lý, về tinh thần cũng như tâm lý như thế nào trên cây thánh giá.
noi gương thầy Giêsu, thánh nữ Anne Lê Thị Thần đã buông bỏ niềm vui tự nhiên của một người mẹ với các con để sẵn sàng đón nhận những đau đớn do bị đánh đập tàn bạo đến nỗi thân mình đầy máu mủ, và máu mủ ấy đã thấm vào y phục tạo những đốm mà thánh nữ gọi là mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Và thánh nữ đã vẫn cảm thấy hạnh phúc trong tâm hồn vì mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu. Quyền thế ư? Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá, hầu như bất động, không phản ứng kháng cự. Noi gương thầy Giêsu, thánh Mikael Hồ Đình Hy đã buông bỏ quyền lực của một vị quan trong triều đình để một lòng giữ vững đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, trung thành với Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận cái chết. Danh dự ư? Chúng ta hãy chứng kiến việc Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, một hình phạt ô nhục giữa đám đông dân chúng. Kẻ qua người lại khinh khi Chúa, và quân lính thì nhạo cười Ngài. Noi gương Chúa Giêsu, thánh trùng sinh Tô-ma thiện đã sẵn sàng buông bỏ những lời dụ dỗ hứa hẹn đầy vinh dự thế gian, để rồi cương quyết một lòng sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo. Tôi chỉ mong hạnh phúc trên trời, chứ không màng gì đến vinh dự trần thế. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy dành giây phút tĩnh lặng này để mỗi người tự hỏi bản thân mình, đâu là những gắn bó quyến luyến, những cơn nghiện ngập mà tôi đang bị vướng mắc vào? Đó có thể là cơn nghiện của một lối sống hưởng thụ, của những đam mê lạc thú, của một lối sống tiêu dùng hoang phí, của sự ăn uống vô độ, hay sự biếng nhác. Như lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta này xin Chúa thương chữa lành những cơn nghiện ngập ấy của chúng ta. Và một khi chúng ta can đảm buông bỏ được những quyến rũ của trần gian, chúng ta mới có thể hưởng được niềm hạnh phúc viên mãn mà Chúa Giêsu Kitô hứa ban tặng cho chúng ta, như chính kinh nghiệm của thánh Phaolô tông đồ. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Chúa Kitô tôi cho là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Chúa Giêsu Kitô và được kết hiệp với người. Amen.